Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm mờ hậu cảnh bắt trao trong video trên ứng dụng GapCut như thế này. Để làm mờ hậu cảnh phần này trong video như vậy thì mình làm như sau. Đầu tiên mình vào ứng dụng GapCut nè, tích chọn và giữ ứng mớ nè, chọn video mình muốn làm mờ hậu cảnh. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn video này, bấm thêm. Tiếp theo mình sẽ tích chọn với video nè. Tiếp theo bây giờ mình sẽ sao chép video này làm hai, kéo dưới thanh công cụ nè, chọn đến tính năng sao chép nè. Bây giờ video đã được sao chép thành làm hai như thế này. Tiếp theo mình sẽ tích chọn vào video thứ nhất nè, kéo trên thanh công cụ nè, chọn đến tính năng lớp phủ nè. Lúc này hai video xếp lên nhau như thế này. Tiếp tục mình sẽ bấm chọn một video phía dưới nè, kéo trên thanh công cụ nè, chọn đến tính năng xóa này nè, và mình chọn trong dưới lát. Khi nó xóa 100% là được. Như vậy là xong. Sau khi đã xóa nền cho video phía dưới xong, trở về vô diện chính của ứng dụng GapCut nè. Tiếp tục mình chọn đến tính năng hiệu ứng nè, chọn hiệu ứng video nè, chọn hiệu ứng cơ bản nè. Tiếp tục mình sẽ kéo xuống, trong này có hai hiệu ứng mờ nè, phía trên và phía dưới. Mình sẽ chọn hiệu ứng mờ phía dưới nè, và các bạn có thể tùy chỉnh độ mờ phong này ở cái thanh này tùy theo các bạn chọn nè. Chỉ số càng lớn độ mờ còn cao nè. Ví dụ ở đây mình sẽ chỉnh độ mờ là 100%. Sau đó tích chọn vào dấu tích nè, và các bạn tự chỉnh hiệu ứng mờ ở đoạn video mình muốn. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn là mờ hết video như thế này, kéo hết video như thế này. Phần cách nè, bấm xóa đi để xóa logo GapCut nè, và đây là kết quả nè. Hậu cảnh sau video sẽ được làm màn như thế này. Sau đó tích chọn vào bên tay nè, bên góc phải để lưu video. Như vậy là xong. Cách lập màn hậu cảnh bắt đầu trong video như thế này rất đơn giản. Các bạn có thể là áp dụng cho video của mình. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.